Dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân, chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Phật. Nam mô Địa Tự Tại Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Hạt Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thượng Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc vì ba lầu sanh nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa.
Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoạn hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sự như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy nghiệp oan, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiết mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũng hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm, tác oai tác phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tâm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật.
Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hòa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nguyện nhờ công đức cao dày pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn ba số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thông khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh sao bà la mật hạnh cao à sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm ô chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bảy số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan ngồi hoa thanh tịnh niên bàn tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thế tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tịnh thanh mười tám bất công hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn nam mô tỳ lô gia na.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biển hay, lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc
phương tịch chư căn phần. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thân Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành trước cần nghiêm chỉnh thân hình ngoài trong, ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thần trong cõi ta bà cố tình tham luyến mãi mà đứng sao ai một mai hơi thở không vào bốn đại tan rã khi nào phục hồi nếu không gặp Phật ra đời cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn nướng sâu nạn hiểm hố hang bước vào lỗi lầm tạo tới chân nào luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay chẳng từng biến sống hàng ngày ý lời phân dạy mà dạy công tu anh. Mong ngài thoát khỏi ngục tù nói dòng huệ mãn công phu chân truyền lại còn che giấu phận hèn nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò còn đau dám nhận là ngu nhất đời lẽ đâu hiền thánh Phật trời chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dài khờ con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên chư Phật Bồ Tát thanh hiền con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Tật Hành Phật. Nam mô Hàng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cổ Vương Phật. Nam mô Kim Ca
Nam mô Phật Tăng Phật. Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sở khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai ai. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghiệp văn này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oan. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uống gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sắm chết nghiệm gì cũng ra. Cất thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Chiêm vương nội trận lối đền, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim thang vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng, khẩn cầu Phật Thánh thay động chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thân Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương
Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam, tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham, giận hờn phát tác nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn khinh chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần, học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai, u mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tác nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thánh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đất Đại Thế Chí Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Thật Thình Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Vô Tận Ý Phật. Đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân.
Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạt lòng, dập đầu lại đấng chí công, lại chư hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật, nam mô Vô Cấu Quang Phật, nam mô Lạc Trang Nghiêm Tư Duy Phật, nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật, nam mô Hoa Quang Phật, nam mô Hòa Quang Phật, nam mô Bảo Thượng Phật, nam mô Vô Ủy Quang Phật, nam mô Viễn Ly Chư Ủy Kinh Bồ Phật, nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật, nam mô Kim Quang Minh Vương Phật, tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ y nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trần, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Chỉ tâm quy y tận không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương.
tâm quy tận hư không khắp pháp giới tôn pháp thường trú mười phương. Chi tâm quy tận hư không khắp pháp giới quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sông ngàn trùng mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin phân từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phán nguyện, bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thủy những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh
sanh, cùng đưa quảng sanh thế giới cực lạc. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh, quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không. Năm uẩn cũng thấy một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiện mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao. Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị. Xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi, nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì. Vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh. Đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm diệt đạo đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng. Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bán nhã không ngăn ngại gì. Không sợ hãi viên lý điên đạo, xa lìa mong tướng đáo niên bàn. Ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bán nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ anh thầy khổ không, phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi. Nên như vậy tấn thì nói chủ yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hán. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hán. Công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường. Nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang âm đồ. Các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo. Nguyện bao tội chương sám tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tửu trước điện Phật,
Thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Khẩn cầu ai thân chư Phật từ lực Bồ Tát, vũ lòng thương xót gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ tròn đủ. Cám nguyện âm siêu dương thai phàm giới chúng sanh, hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Trời A Tu La Dạ Xoa Thải, lòng ủng hộ Phật pháp cho thường còn, mọi người siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu thính giả đến chốn này, hoàng ở cõi đất hoàng trên không, mời nương theo chánh pháp ngài đem tu, xót thương người đời luôn cứu hồn. Cầu cho thế giới thường an ổn, pháp trí vô biên lợi quần sanh, tất cả tội nghiệp được tiêu trừ, dứt hẳn qua khổ vào viên tịch. Thường dùng giới hương thọa vong sáng, luôn gìn định phục mạnh che thân, hoa màu trị gia khắp trang nghiêm, khắp xứ khắp nơi thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô tự quy pháp, xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Tự quy tăng, xin nguyện chúng sanh thống đại chúng, hết thảy không